Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Exeter 135 lột xác dàn chừng với nhiều cái món phụ tùng tồn kho. Cái chiếc Exeter chậm dọn hôm nay hoàn toàn giúp cho anh em mở mang tầm mắt, bởi vì người chủ của chiếc xế nổ này tên là bạn Lê, thực hiện hóa nhiều ý tưởng độc đáo trên con xế cưng, tạo ra một cái chiếc xe độ đặc sắc về mọi mặt và có thể đến nhiều anh em có rất nhiều ý tưởng mới lạ cùng chúng tôi tham khảo nhé. Giữa muôn vàn phong cách lên dàn áo cho những anh em trên cái dòng là Instagram độ lăng xê như là Spark 100 Y hay là Jupiter FX 100 hay là phiên bản Ryton X 135. Nhưng người chủ hôm nay lựa chọn cho mình phong cách của cái dòng là LC 100 V1 đến từ Malaysia, phần nào khiến diện mạo chiếc xe trở nên ấn tượng đặc biệt hơn. Với một cái bộ dàn áo hiện nay cũng rơi vào cái tình trạng vô cùng hiếm hàng, nếu muốn sở hữu thì phải chi ra ngân sách không nhỏ để bỏ một khoảng thời gian tìm kiếm nữa. Thay vì kết hợp đèn hậu quýt xiên trước của SinFast đi cùng với cái chó đèn SinFast 2 tầng cái hình cái bộ ba bất hủ, thì người chủ của chiếc xe hôm nay lại tạo ra một cái sự lựa chọn khác biệt số đông. Anh ta vẫn chỉ đợi cho mình cái đèn xin nâng cấp cho hiệu năng ánh sáng bằng một cái bóng đèn LED của Utaquil, giữ lại nét đẹp thanh thoát cho cái vị trí mặt tiền. Cái sự hiện diện cái cụm thắng của Rainbow RS14 trên con xe hôm nay là kết quả quá trình nâng cấp tỉ mỉ từ phía người chủ, bao gồm cái công đọc tỉ tóc dàn áo công phu để tạo ra một cái không gian bố trí đầy lý tưởng, canh chỉnh để có được thắng cho nên chuẩn xác và bố trí hệ thống ống dầu một cách được gọn gàng nhất. Ngoài ra cái chiếc xe hôm nay còn sở hữu cho mình những cái vài điểm nhấn nổi bật như bao tay của Super Cup C125, cầu cú TL Performance, cái cụm công tắc của NMS gần. Trong đó nổi bật nhất phải kính là cái đồng hồ của Uma Racing đi cùng với cái nền carbon rất là sang chảnh. Liên lạc thì anh chủ cũng đã trao chuốt hai vị trí cái chân kính xung quanh bằng cái nắp chạy carbon. Ba can lường giữa được chế tác bằng một cái hợp kim từ titan, sau đó trải qua quá trình lên màu để trở thành một cái sự sặc sỡ bắt mắt như ngày hôm nay. Vẻ ngoài cơ bắp chắc chắn ở dàn chân là sự kết hợp giữa cái mâm của XR, cái kiểu là Jupiter VT7 kết hợp cùng với cái phục của LCM dành cho Winnie 20. Tuy nhiên hai món đồ chơi to bản dù bất cập đến đâu thì chung số phận làm nền cho những chi tiết cực cực của hãng Yamaha đỏ rực. Một cái món phụ tùng tồn kho của nhà Yamaha nó vô cùng hiếm và có mức giá lên tới 500k, không có chức năng gì ngoài cái sự đẹp mắt hơn cái chụp cốc của theo xe. Phía bên kia dàn chân lộ rõ những cái sự đẹp mắt với phần đĩa của JS 260 đi cùng hai con Rainbow Lexus 2 bit để cải thiện cái lực thắng và khả năng thảm tốc. Dây dầu được bố trí cực kỳ gọn gàng khi cổng dầu heo xấu cho mình những cái đốm inox đi kèm với đó là ngắt dầu xanh lá. Ngoài những chi tiết ốc inox tương đối là phổ thông thì dàn chân của con chiến mã này còn được trao chuốt tỉ mỉ bằng những cái điểm nhấn như cái giờ đạp của Spark 100 Y, vĩ bộ của Spark 100 Y đi cùng ốp bô lọc bằng sợi carbon vân vân. Càng lùi về vị trí dàn chân sau thì con chiến mã này càng trở nên tót ra được cái sức hút mãnh liệt với những cái món đồ chơi đặc sắc ăn đứt những món phụ tùng nguyên bản, chính là mã đùm CC, cái bộ càng thắng của Takawa, phát tăng sinh của TL Performance, đĩa tải CC, che sinh của Yamaha XR được bọc carbon. Cái phụ sau chính là một cái dòng phụ của Olin, cái mã được quay A761 sinh ra dành cho cái dòng Instagram sử dụng, giúp cho hiệu năng nhóm trở nên im ái phối hợp cùng với cái phụ trước của ACM 10 tăng cường cái độ ổn định cho con xe di chuyển ở những giảm tốc độ cao. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. Quay 125 hồi sinh cực đẹp đi cùng chiếc cây phụ sau ít ai chơi. Đây là cái chiếc quay 125 đời cũ ngày xưa nhưng vẫn còn rất hot thị trường hiện nay. Bản nâng cấp được người chơi tinh chỉnh rất nhiều với những món đồ chơi chất đến phát ngất, thay đổi cái phần tá thắng, độ lệch cái phụ sau vân. Cái phần đầu chiếc quay 125 hôm nay được rất nhiều người so sánh với cái chiếc Future 2 của Việt Nam. Những cái linh kiện này có thể đặt mua từ Bình Thái về, tuy nhiên giá trị nó không hề rẻ tí nào. Cái phần đồng hồ và những cái thông số hiển thị tuy đơn giản như anh thuộc, nhưng nhét thêm một cái màn hình LCD mini để tạo cái điểm nhấn. Ở dùm cho mình cái màu vàng đồng và cái sự nổi bật cho cái phần đầu xe, đó chính là cái cụm ga của Dono, cái mẫu 2K dưới. Sự hiện diện của nó khoảng hơn 2 triệu đồng. Cái phần tay thắng Rainbow rất quen thuộc với phiên bản Costa Costa, khả năng phanh cực kỳ im, nhẹ và tiện lợi trong quá trình là canh dầu. Dàn chân trước thì được cái sự đơn giản với cái tông màu trắng đen và cái chút chất liệu inox làm nên cái sự đơn giản. Phần ở dầu heo bám lại inox kết nối cùng với cái heo của Fando Formula 2 bit xứng đi cùng với cái heo dầu nhỏ gọn cũng khá đặc biệt.
Cái việc làm lạm phát cũng tiêu tốn khá nhiều cái ngân lượng. Để thắng cái bản là 210, có cái phần lồng đĩa từ nhôm tán inox. Trên xe cũng có rất nhiều chi tiết được làm lại bằng cái liệu ốc xe da hoặc là xi bóng. Trong đó có phần phát thăng sơn và thêm một cái chút là tính thẩm mỹ hơn. Cái càng thắng được dài hơn thương hiệu đến từ của Suzuki, cho được thắng thẩm phanh cũng tốt với càng thắng thông thường. Xung quanh cái dàn chân sau với một điểm nhấn đỏ rực để tạo ra cái sườn lạc cùng với một hộp âu lịnh bình dầu mà chiếc xe đang tận dụng cho người dùng có thể minh là cái chén bột CNC, lò xo đỏ khiến cho người xem có một cái chút được bị hố không biết đây là hộp gì. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để chi tiếp nhớ like, share, subscribe.